chào các bạn. Hôm nay Thầy sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cách để em hát một bài hát cũng rất là hay, rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương, đó là bài Hai Chuyến Tàu Đêm. Hôm nay mình học đệm bài hát này các bạn nhé. Trước khi học đệm bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài. Thì bài hát Hai Chuyến Tàu Đêm mình tạm chia hình thức là 3 đoạn đơn các bạn ha. Đoạn A là phần mở đầu, đến đoạn B cao trào sôi nổi, đến đoạn A phẩy. Đoạn A phẩy này là phần tái hiện của đoạn A thôi các bạn. Rồi tông giọng. Đối với tông nam mình đệm tông rê thứ. Tông nữ mình sẽ đệm ở tông la thứ. Đây là tông giọng tạo gợi ý các bạn ha. Các bạn khi đệm hát cho ca sĩ mình có thể lên xuống tông cho phù hợp. Còn với cái tông giọng này thì là tông giọng nó ổn định cho nam và nữ hát đều được đó các bạn. Rồi đó là cái cấu trúc và tông giọng của bài. Bây giờ mình cùng điểm sơ qua một số cái âm sắc nhạc cụ mình sử dụng trong bài này các bạn ha. Đầu tiên đó là tiếng trinh nè. Tiếp theo đó là tiếng guitar điện nè. Rồi tiếp theo đó là tiếng guitar nylon. Ok, tiếp theo đó là tiếng sáo. Tiếp theo đó là tiếng trống, nếu chúng ta muốn báo chúng tay rời tạo hiệu ứng các bạn ha. Bài này ta sẽ đệm ở style là rumba, tempo độ khoảng 80 đến 83 trong khoảng đó các bạn ha. Có rất nhiều bạn khi xem video của Tèo á, đầu cứ để là comment ở bên dưới á. À, anh Tèo ơi, sao anh không bao giờ mà anh ghi cái phần tempo ở trên bài nhạc. Tụi em nhìn tụi em biết đệm bao nhiêu. Nhưng mà các bạn quên một điều là trong bất cứ cái phần mở đầu của video nào á, Tèo cũng luôn luôn nói về cái phần tempo của bài trên đó, chúng ta đệm bao nhiêu Tèo đều nói rõ. Có thể các bạn xem, các bạn có thể lướt qua hay bạn tour đi không chừng rồi mình không nghe được cái đoạn đó các bạn ha. Khi xem chúng ta nên xem kỹ lưỡng các bạn ha, để mình biết được coi của Tèo nó sạm gì. nó vui các bạn ha. Rồi tempo độ khoảng từ 80 đến 83 thôi. Rồi đó là tempo của bài. Đối với style rumba này Tèo sẽ chọn cái bộ multibass cho nó phù hợp nè, bấm như multibass. Mình sẽ chọn cái bộ multibass là rumba and soca. Rồi mình nghe hiệu ứng của nó nè các bạn. Có nguyên một dàn percussion đến phù họa cho mình. Đó các bạn, có rất nguyên một dàn percussion đến phù họa cho mình. Khi mình mở style trống bên này rồi nè, bắt đầu cái mình bấm cái multibass cho nó trộn vào. Các bạn nghe nó đầy đặn lắm, giống như ban nhạc đến thật sự đó các bạn. Rồi đó các phần cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng đến với bài Hai Chuyến Tàu Đêm sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Các bạn quan sát dòng nhạc nha. Ở đây chúng ta tạo khí âm theo giọng rê thứ và khí âm theo bản phối của ca sĩ Quang Lê các bạn nhé. Rồi mình bắt đầu tập như sau. Các bạn xếp ngón út và nốt lá. Chúng ta cùng ôn lại cái giọng rê thứ này, nó có mấy dấu hóa các bạn ha. Thì giọng rê thứ này nó có một dấu hóa, đó là nốt si giáng. Mình chạy gam sơ đàn cái. Bắt đầu mình xếp ngón út vào nốt lá. Rồi sẽ đề 5 ngón vô. Rê, mi, fa, son, lá. Rồi bắt đầu mình vào phách số 1 luôn các bạn nhé. Lá, fa, rê, lá. Fa, rê, lá. Fa, lá, son. Ok, làm lại như thôi. Lá, fa, rê, lá. Fa, rê, lá. Fa, lá, son. Là xong được câu đầu. Làm lại lần nữa các bạn nhé. Lá, fa, rê, lá. Fa, rê, lá. Fa, lá, son. Là xong được cái vế đầu. Cái dòng trên chúng ta đánh bằng tiếng sáo các bạn nha. Rồi bây giờ mình ghép hợp âm. Vô hợp âm rê thứ. Lá, vô cùng lúc. Lá, fa, rê, lá. Sau khi nốt lá này xong, chúng ta qua hợp âm đô thăng đêm. Mình bấm đô thăng mi son. Rồi fa, rê, lá. Tiếp tục cái nốt lá này xong, mình qua âm đô trưởng. Fa, lá, son. Đánh nốt son này xong, mình xuống âm son, bát, si. Các bạn bấm trên tèo là si, rê và son. Qua âm son, bát, si. Ok, vậy là có được vế đầu. Làm lại mà nhé. Đó các bạn, rất đơn giản. Mình tập như vậy thì chậm hai tay thôi. Các bạn thấy rõ ràng tập chậm không? Tập không? Tập thật chậm các bạn, đừng ham nhanh, cứ tập thật chậm cho tay mình nó quen trước. Rồi tiếp tục qua vế tiếp theo. Mình sẽ nhấc ngón út qua. Xón, rê, xì. Xón, rê, xì. Xì bạn sử dụng ngón trỏ nha.
Xón rê xì phá, rê là mí. Đọc lại. Xón rê xì phá, rê là mí. Rồi câu cuối cùng. Rê sòn mí là xong. Bây giờ mình nói cả câu nhé. Xón rê xì phá, rê là mí. Rê sòn mí là xong. Bây giờ mình ghép âm chỗ này. Các bạn chuẩn bị âm son thứ bát si giáng. Các bạn bấm son thứ nè. Các bạn bấm nốt si giáng cuối cùng. Si giáng, rê và son. Nó ra âm son thứ bát si giáng các bạn ha. Vô cùng lúc. Đánh nốt pha này xong chúng ta xuống âm rê thứ bát la. Bạn bấm tèo là rê pha. Nó ra âm rê thứ bát la. Đánh nốt mi này xong mình xuống âm mi trưởng. Tiếp tục. Rê sòn mi. Đánh nốt mi xong mình qua âm la trưởng. Là hết. Rồi làm lại với này các bạn nha. Ok, các bạn cứ tập thật chậm như vậy các bạn, cho tay mình nó quen, lên xuống tay như vậy, tập không vậy thôi các bạn, đừng ham nhanh, tập piano không thôi. Rồi sau khi mình nhuyễn bắt đầu mình nối cả câu. Là xong được cái vế nha, tiếng sáo này, lúc đó mình báo trống cái, tiếp tục xuống dòng dưới, mình đổ tiếng guitar ni lông. Như vậy là xong rồi dòng trên các bạn ha. Rồi bắt đầu mình tập câu guitar ni lông luôn. Bắt đầu các bạn xếp ngón, đổi tiếng guitar ni lông, xếp ngón út vào nốt la với tương tự nãy. La, rê, la, sòn, la, đố, son, rê. Làm lại. La, rê, rồi chuyển ngón giữa nốt la. La, sòn, la, đố, son, rê. Rồi sau đó mình xếp 5 ngón đều lại. Son, lá, rê, son, pha. Tới đây thì các bạn ha, làm lại từ đầu. Lá, rê, la, son, la, đố, son, rê. Xếp đều 5 ngón lại. Son, lá, rê, son, pha. Tới đây thôi các bạn ha, là xong được một vế đầu của tiếng guitar ni lông. Bây giờ mình ghép một âm cả cái guitar ni lông rồi nhé. Lá, vô cùng lúc rê thứ. Lá, rê, la, sòn, la, đố, son. Son là mình qua âm son trưởng. Rê, son, lá, rê, son, pha. Pha mình qua âm si giáng trưởng. Rồi câu cuối cùng của bạn ha. Rê, mi, mi ngón giữa, son, đô, là, rê. Là mình xong được câu này, làm lại. Pha, rê, mi, son, đô, là, rê. Nốt rê mình kết ra ngón trỏ mà nha. Là xong được cái câu đó. Bắt đầu mình báo trống, bấm nút xin tốt và mình đánh câu này. Rê, phá, mi, son, đô, là, rê. Rê, mình dành hai nốt rê cuối cùng đó các bạn, có dấu mũi tên tới mình tút ti đó. Rồi mình ghép âm chỗ này nhé. Nốt si nữa mình qua bên si giáng nốt pha nè. Rê, mi, mi mình qua âm la thứ chung ô nhịp đó. Son, đô, là, rê, là hết. Rồi vừa để rê thứ xong tay trái rảnh nha, đâu làm gì đâu. Bấm nút báo trống, bấm nút xin tốp. Trong lúc đó thì tay phải mình đánh. Rê, pha, mi, mi mình vô la thứ. Son, đô, là, rồi mình dành rê, là hết. Bây giờ mình sẽ nối cả câu này các bạn nhé. Là xong. Bây giờ sau khi tập như vậy nó nhuần nhuyễn rồi, bắt đầu mình vô chỗ mình đánh các bạn nha. Bắt đầu mình đánh ở phiêu êm dịu trước, cho tiếng sáo trước, rồi sau đó mình báo trống qua cái phiêu có tiếng kích trống, mình cho tiếng guitar ni lông. Nhớ cho multibass cho mình các bạn nha.
đó các bạn. Khi mình đánh xong mình dàn hai cái ten ten ngưng lại, bắt đầu ca sĩ vô hát qua ha. Lần nữa nè, chọn tiếng sáo, sau đó mình cho multibass cho luôn nha. Mình xong được đoạn intro. Sau khi mình dàn hai cái ten ten rồi, các bạn nhanh tay lấy tay phải này, nhanh tay lên lấy tay phải, lấy tiếng trống mình báo lòng buồn dạt dao, mình báo ngay phát số 3 luôn các bạn, mình báo hình nó móc đơn tâm 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 xà rế đô si la nè. Còn cái sơ ban cái xà này chúng ta sẽ dùng âm chung với tay trái. Ok bạn ha, như vậy là mình đã có được cái phần intro của bài đệm Hai Chuyến Tàu Đêm. Rất là hay intro, không biết của ca sĩ Quang Lê, không biết nhạc sĩ nào phối đó các bạn ha, cực kỳ hay luôn. Rồi, đó là bài, đó là phần intro. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A của bài hát. Các bạn có sát dòng nhạc nha. Ở đoạn A của bài hát, lúc này mình đệm như sau. Những cái dòng nhạc trên á, là mình đánh không với hợp âm thôi. Mình không có câu lót gì cả. Đây nó có hai cách phối. Cách thứ nhất, các bạn sẽ đánh cái phiêu êm dịu rồi nè. Đó, đánh hết dòng chơi luôn phần phiêu êm dịu này. Rồi đến cuối dòng chúng ta mới dành hai cái la la đó. Xin lỗi bạn, lấy tiếng guitar đi. Rồi mình mới vô lại dòng dưới, mình vô cái phiêu có tiếng kích trống. Còn nếu các bạn muốn tạo hiệu ứng chút xíu, nguyên dòng trên á, chúng ta đánh bằng tiếng guitar, mình rải tiếng guitar. Lòng buồn dạt dao nhớ hôm nào chui miền Trung ta tân ta đàn tân ta môi em đang run nhớ ta ta ra ta ra ta ra ta 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 ra ta 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 ta. Giống như ca sĩ đang hát không với một cái guitar mộc, họ đang rải cái mẫu đệm đó các bạn, tạo hiệu ứng các bạn ha. Còn nếu các bạn nào không có linh hoạt tay, mà không linh hoạt thì mình đánh trong cái style. Trong lòng buồn dạt dao nhớ hôm nào miền Trung đất ta ra 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 ra. Đó các bạn, mình có thể đánh trong khi đó. Nó có hai cách để mình phối như vậy, tạo hiệu ứng cho nó hay các bạn ha. Mặc dù mình đệm trên một cái đàn organ thôi, nhưng mà mình sẽ cố gắng phối làm sao cho người nghe họ cảm nhận, họ tưởng đâu là một ban nhạc đánh, thì lúc đó chúng ta mới được gọi là thành công trên đệm ọt các bạn ha, đệm một cái ọt. Chứ đừng có ý ý cứ mở style lên đây, bắt đầu tay phải có câu đánh câu, có câu lót đánh câu lót, không câu lót thì ở không. Mình đánh như vậy đều nguyên bài như vậy thì ai cũng đánh được các bạn. Các bạn đồng ý mình không? Ai cũng đánh được. Nhưng mà chúng ta một cái ọt, mình phải phối làm sao, hòa âm phối khí làm sao cho giống một ban nhạc thì mới gọi là thành công các bạn ha. Cố lên các bạn ơi, cố gắng làm theo những gì Tèo chia sẻ nhé. Rồi giờ đệm dòng trên, lòng buồn dạt dao vô rê thứ, nhớ hôm nào chui miền Trung tiếp tục rê thứ, nói thêm vài em gì đó, môi qua xoan thứ, môi em đang xuân cho tiếp tục xoan thứ, nghe gió buồn qua xiên trưởng để vào gì đó, rồi tiếp tục đó, tiếng qua xiên trưởng qua đô trưởng vẫn còn hiên qua pha trưởng, ta ra màu tím, chữ tím đó mình dành hai cái la la, mình dành la trưởng mà nhé. Còn nếu các bạn muốn tạo hiệu ứng, các bạn có thể dành hợp âm la tăng cũng được, la trưởng một cái rồi la tăng một cái. Đây bạn la tăng 7 đây, rồi la đô thăng mi thăng và son, các bạn muốn tạo hiệu ứng ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đệm thử cái dòng trên này các bạn nhé. Ví dụ mình đánh xong mình dành hai cái, intro mình dành hai cái đó. Lòng buồn dạt dao nhớ hôm nào xuôi miền Trung ta tan ta ra ra ra. Môi em đang xuân đã ta ra 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 ra. Ta ra ta ta. Ta 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 ra ta ta
mình vô hợp âm lại, vô cái style các bạn ha. Ba cách thứ nhất, sau khi mình dành hai cái là tay trái mình tắt cái nút xin tốp bỏ lên, tắt nút hợp âm lên. Rồi mình quay làm đánh cái tiếng guitar một các bạn ha. Ok, đó là mình cách để mình tạo hiệu ứng. Còn nếu không, chúng ta dàn hai cái. Lòng buồn dàn sao nhớ hôm nào đó. Mình có thể lấy tiếng trống mình báo, câu đơn giản. Rồi sau đó mình vô hợp âm bình thường, ở cái phiêu êm dịu thôi. Lòng buồn dàn sao, như nãy Tèo nói rồi đó. Đó, cách thứ hai. Rồi mình đẹp cách đó các bạn ha. Dàn sao, tiếp tục lê thứ. Nhớ hôm nào, mình cũng rải mẫu đệm thôi. Miền Trung ta ta ra ra ta a. Mỗi em đang xuân nè, gió buồn nè, vào hơn đó. Mình cứ rải cái mẫu đệm theo cái hợp âm trong cái ô nhịp thôi các bạn ha. Rồi tiếp tục. Nói chung nguyên dòng đó đệm hợp âm vậy cũng đơn giản. Vô thử luôn nha. Mình báo trống mình vô nè. Lòng buồn dàn dao nhớ hôm nào. Mình chung nè, tên ta nè, tên ta. Mỗi em đang xuân ta. Báo trống nè, áo em màu tím, ta 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 ta. Đó bạn, khi mình đến bấm sau chỗ mà pha trưởng đó, là mình sẽ báo trống con phiêu tôi có tiếng kích trống và bấm nút xin tốt để chuẩn bị mình dành cái ô nhịp la. Ok bạn ha, rồi như vậy là xong được dòng trên. Nhìn thấy đơn giản lắm nhưng mà mình phối trên hay cũng phức tạp các bạn ha. Rồi, ở xuống dòng dưới. Dòng dưới thì dễ, lúc này mình vô cái style rồi, vô cái feel có tiếng kích trống rồi. Mình chỉ việc lấy tiếng guitar ni lông á, mình đánh những cái câu lót, những ô nhịp nào có thôi. Đậm đa vì la vô rê thứ. Buổi ban đầu nhau tiếp tục rê thứ. Câu chuyện cũ, cũ mình rê thứ. Bắt đầu mình đệm cái câu này. Rê mi pha son, mình qua hợp âm son thứ. Là chơi với nghe gió buồn qua xiên trưởng. Vào gì đó, vào đời gì đó, mình đánh câu này. Rê phá đồ rê. Ok. Ta da 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 qua si dáng. Ta da qua son thứ chu nhịp. Ta da en ho chữ hòm qua la trưởng. Em là ngày mơ chữ mơ mình về la rê thứ và mình đánh một câu đệm như sau. Rê đô la son. Đánh tiếng piano để các bạn dễ hình dung. Rê đô la son. Son lá rê son pha phá rê đô. Rê đô la son. Rồi mình chuyển ngón số 4 này, ngón áp út về nốt son. Son lá rê lá pha pha rê đô. Là xong, giờ ghép âm mà nha. Rê đô la son. Son qua son trưởng. Son lá rê son pha. Pha mình qua âm xiên trưởng. Phá rê đồ mình về đô trưởng. Rồi sau đó mình báo trống qua phiêu sôi nổi của đoạn điệp khúc. Dùm đệm cái dòng dưới bạn nha. Vô. Đậm đa vì la. Câu chuyện cũ. Ta ra gió buồn nghe ra thơ. Ta ra ra lại ngày mơ. Đi chân. Đâu mà mình đánh xong thì mình để đô trưởng xong. Rồi mình báo trống qua phiêu sôi nổi. Để qua được quần B bạn ha. Lần nữa dòng dưới nha. Đậm đà vì là lần nào ta gặp nhau. Ta ra câu chuyện cũ. Ok bạn ha, như vậy là xong được cái đoạn A. Cũng không khó lắm các bạn ơi, cố gắng tập các bạn nhé. Rồi như vậy là xong đoạn A đó bạn. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn B của bài hát. Các bạn xem dòng nhạc. Ở đoạn B bài hát, lúc này chúng ta sẽ lấy tiếng string và đi nền theo nốt mà Tèo gợi ý. Ví dụ như khi chân, chữ chân mình qua pha chữ, mình đánh nốt đô.
Đến quê em qua son thứ mình đánh nốt si. Nắng ban mai mình qua nơi thứ đánh nốt là. Hồn nhẹ lên mình qua son thứ mình đánh nốt si lại. Tươi mình qua rơi thứ mình đánh nốt la và giữ nguyên. Đến thấy em cười vẫn rơi thứ mình nốt la luôn. Về mùa thương mình qua son thứ đánh son. Vừa chấp nối mình qua rơi thứ mình đánh nốt la. Là mình đã có được bao nhiêu ô nhịp là 1, 2, 3, 4, 5, 5 ô nhịp đó. Nói vẫn buốt suốt bên nhau. Chữ nhau đó mình qua bên son thứ và mình đánh thật câu hát ca sĩ luôn. Nhau sẽ vui buồn, nhau sẽ khơi buồn đó. Mình đánh thật câu hát ca sĩ luôn bạn. Son lá pha rề, sau mình đánh son thứ. Nốt rê mình qua âm xiên trưởng. Một ngày về, chứ về bắt đầu mình xuống rê thứ lại và mình đánh câu đệm. Đến piano tập của anh ha. Rê mi pha lá son lá đồ. Lá đồ là rê, rê. Rê mi pha lá son lá đồ là rê, rê. Rê mi pha lá son, son qua son thứ. Lá đồ là rê, mình dành rê hai cái. Giờ mình đệm đoạn B, các bạn quan sát thật kỹ nha. Vô điệp khúc nè. Khi chân nè. Khi chân đến quê em nắng ban mai hồn nhẹ lên có hoa tươi. Ta ra em cười vì mùa xuân đưa chấp nối. Vẫn vươn vút bên nhau sẽ vui buồn một ngày về. Và cùng một tàu. Ok bạn hai, như vậy là xong được cái đoạn B lần nữa bạn nha. Vô. Khi chân vậy nè. Khi chân sau khi chân để son thứ cho nên cái câu đệm cuối cùng nữa các bạn. Để âm son thứ xong rồi, tay trái mình đâu làm như đâu rảnh rồi. Bấm nút báo chống về cái phiêu êm dịu. Bấm nút xin top để mình dành. Ok bạn ha, như vậy là xong rồi đoạn B. Cũng không khó lắm với nốt trình gợi ý thôi bạn ơi. Cố lên các bạn nha. Rồi bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A phẩy của bài. Đoạn A phẩy mình để cũng na ná như đoạn A thôi bạn. Và cùng một tao mình vô rê thứ. Đa, tiếp tục rê thứ. Ta tao truyền ấm vậy đó. Ấm bắt đầu mình vừa để ấm rê thứ xuống cái là mình đánh câu này liền. Là rê pha son. Là rê pha son qua son thứ bạn ha. Ta tiếp tục thêm cái xiên trưởng nữa. Ta vào hồn mình về rê thứ và mình đệm câu này. Rê pha rê đồ rê là có một câu đệm nữa. Tàu về đường cũ mình qua xiên trưởng. Tiếng ai đêm qua son thứ. Vẫn còn chờ chữ chờ qua la trưởng. Mình bấm nút xin tốt và mình dành hình bốn nút la. La 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 la. Gặp lại người xưa. Chữ xưa mình xuống hợp âm và mình vô cái câu này. Rê pha lá son lá đồ phá rê 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 rê. Rê pha lá son lá đồ phá rê rê rê. Ok bạn nè. Rê pha lá son lá đồ phá rê rê rê. Ok, đó cả câu. Giờ mình đệm đoạn A phẩy vào nha. Vô. Và cùng một tàu ra tan ta ra. Rê tiếp tục. Ta lạnh nhớ vào hồn. Tàu về đường cũ tiếng ai son vẫn chẳng nè. Gặp lại người xưa. Ok là hết. Lúc đó mình sẽ đến đoạn gian tấu thôi bạn ha. Nhưng mà là xong đoạn A phẩy. Đến đoạn gian tấu. Đoạn gian tấu chúng ta đánh lại câu intro bạn. Đánh lại nguyên câu intro luôn làm đoạn gian tấu.
Ok bạn Hàng, cứ như vậy. Đấy là đoạn intro, là đoạn văn tấu. Rồi, sau khi đoạn văn tấu xong, ca sĩ sẽ hát từ đầu bài lại các bạn Hàng. Hoặc là ca sĩ sẽ vô đoạn A, đoạn B. Nói chung tùy cơ ứng biến. Nếu ca sĩ vô đoạn nào mình đệm đoạn đó, các bạn Hàng, tùy cơ ứng biến nha. Rồi, đến cái đoạn ending của bài, các bạn sẽ làm nhạc nha. Đoạn ending mình đến mình tiếng guitar ni lông. Rê, rê, lá, phà, son. Mình vào phát số 1 rồi các bạn. Vào đấy nghe đầu ô nhịp luôn. Rê, rê, lá, phà, son. Phà, son, lá, rê, phà, rê, đồ, rê. Là xong, làm lại. Rê, rê, lá, phà, son. Ê, phà, son, lá, rê, phà, rê, đồ, rê. Rồi câu cuối cùng là đô rê pha mi đô rê 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 rê, là đô rê pha mi đô rê. Câu này các bạn, là đô rê pha mi đô rê 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 rê. Câu này nhanh các bạn nhé, là đô rê pha mi đô rê 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 rê. Ok, là xong những hợp âm thử nha. Rê mình vô hợp âm rê thứ, nốt son mình qua âm son trưởng, tiếp tục nốt pha mình vô âm xiến trưởng, xuống âm nốt rê mình vô đô trưởng, mình về âm rê thứ lại, rồi bắt đầu mình bấm nút xin tốp để mình chuẩn bị dàn. Ok bạn nha, giờ đến đoạn ending thử nha, cái này cũng không khó lắm, cũng dễ các bạn. Khó lắm các bạn ha, một lần nữa nha. Hết bài. Theo chia sẻ các bạn, cách đệm một bài hát cũng rất là hay, rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương, đó là bài Hai Chuyến Tàu Đêm theo bản phối của ca sĩ Quang Lê các bạn ha, rất là hay. Mong rằng bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tập đàn và chơi nhạc. Trong lúc tập luyện, nếu còn điều gì mà khó khăn thắc mắc các bạn cứ để bình luận phía dưới video, Tèo sẽ soạn và chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì, cứ để lại tên bài hát luôn, từ từ lần lượt Tèo sẽ soạn cách đệm và chia sẻ các bạn mà thôi. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo hôm nay chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Để bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn các bạn ơi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.